Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình đến nhà của chị Tuyền để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai giáng long rất là đẹp. Củ đế cũng đẹp không quý vị? À, quá xá đẹp ha. Đây, em chào chị. Chào anh Tuấn. Xin chào cô chú anh chị gần xa trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em có một số hoa mai dạo Thủ Đức rất đẹp. Em xin được giao lưu cùng cô chú anh chị. Xin cô chú anh chị ủng hộ cho em. Em xin cảm ơn. À, địa chỉ mình ở đây là đâu vậy chị? Ở Bình Phan, chợ gạo. Chợ gạo Tiền Giang. Rồi, hình thức mình là bao ship bao sống toàn quốc hay sao đây chị? Bao ship bao sống toàn quốc luôn anh. Rồi, mai mình là mai dạo Thủ Đức ha. Giáng long rất là đẹp rồi. Mình vào cây số 1 luôn quý vị ơi. Rồi, giáng long rồi 68, chị xây khoan cho em cái hoành, chị xây vòng cho quý vị mình xem cái dáng thế đó ha. Đó quý vị, đó, rất đẹp ha. Rồi, cho em cái hoành em nói luôn. Hoành thân là nhớ xây qua. Rồi, 19 yếu tính 18 nha chị. Đây là clip đầu tay của chị Tuyền, nên trong quá trình quay clip có vấn đề gì quý vị cứ bình luận lại ha, để chị Tuyền mình có những cái kinh nghiệm cho những clip sau ha. Rồi, cái này giao lưu nhiêu chị? Cái này em giao lưu 2 triệu. Rồi, 2 triệu nha quý vị. Rồi, mình xuống cây. Rồi, tiếp tục là cây mã số 2 quý vị. Mã số 2 là chiều cao là 70. 70. Dáng đẹp à. Rồi, hoành em nói luôn. Hoành thân là 17. 17, rồi, xoay vòng luôn chị. Đế luôn, đế ha. Rồi, giao luôn như chị. Cái này là em giao luôn với giá là 2 triệu đồng. 2 triệu nha quý chị. Bao sống bao ship chủ gì toàn quốc luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục là mã số 3 quý vị ơi. Rồi, dáng long rất là đẹp ha. Rồi, cao luôn. Chiều cao là 71. Rồi, xoay vòng cho em luôn. Đó, dáng đẹp ha quý vị. À, rồi, hoành em nói luôn. Rồi, nhớ dắt thước xe qua bên đây cho quý vị mình xem nha chị. Rồi, 24 hoành. Rồi, chính xác quý vị ơi. Rồi, giao luôn nhiêu chị? Giá này em giao luôn với là 3 triệu đồng. Rồi, 3 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục cái mã số 4 quý vị ơi. Mã số 4 chiều cao là 57. 57, rồi, mình quay vòng luôn. Đó, dáng đẹp ha. Rồi, cho cái hoành em nói luôn. Hoành thân em này là 19. Rồi, quay một vòng luôn ha. Rồi, cái mã số 4 này giao luôn nhiêu chị? Mã số 4 này giao lưu là 2 triệu rưỡi. Rồi, 2 triệu rưỡi. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục cái mã số 5 quý vị ơi. Dáng đẹp luôn ha. Rồi, cho chiều cao em nói luôn. Chiều cao em này là 66. 66, dáng long đẹp. Đó. Rồi, hoành em nói luôn. Em này là 20. Đó, vị trí đó 20 nha quý vị. Rồi, giao luôn như chị ơi. Cái mã số 5 là em giao luôn với giá là 2 triệu. 2 triệu nha quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo là số 6 quý vị ơi. Chiều cao là 75. Rồi, cao 75, dáng đẹp ha. Rồi, quay qua tiếp luôn. Rồi, cho cái hoành em nói luôn. Chiều cao là 18 rưỡi. Rồi, hoành 18 rưỡi, tính 18 nha. Rồi, xoay vòng bộ đế luôn quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Mã số 6 em giao lưu với giá là 2 triệu rưỡi. Rồi, 2 triệu rưỡi nha quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục là cái mã số 7 quý vị ơi. Rồi, cao luôn. Mã số 7 chiều cao là 44. 44,
dáng đẹp đó. Để cũng đẹp luôn. Rồi cho quà anh em nó luôn. Anh em rồi 17 quý vị ơi. Rồi giao lưu nhiêu đây? Số 7 em giao lưu với giá là 2,2 triệu. Rồi 2,2 triệu bao sống bao ship toàn quốc nha quý vị. Rồi mình xuống cây. Rồi tiếp tục là cây mã số 8 quý vị. Rồi cho chiều cao nó luôn ha. Lô mai này dáng lông đẹp. Để cũng đẹp luôn. Chiều cao là 58. 58 dáng đẹp ha. Rồi cho cái quạt em nó luôn. 16 ha. Rồi mình báo giá luôn. Mã số 8 giao lưu với giá là 1,7 triệu. Rồi 1,7 triệu nha quý vị. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo là số 9. Rồi cao luôn. Chiều cao là 69. Rồi quay vòng cho quý vị thấy đường thân của nó ha. Thân nó quý vị. Rồi của anh em nó luôn. Bỏ cái rễ ra. Ừ, đúng là trên là 17. Rồi 17 của anh. Rồi để đẹp luôn ha. Rồi giao luôn như đây chị. Mã số 9 em giao luôn với giá là 2,5 triệu. Rồi 2,5 triệu nha quý vị. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo quý vị ơi. Mã số 10 ha. Rồi cho chiều cao nó luôn. Mã số 10 chiều cao là 67. 67. Để đây quý vị. Rồi cho cái quà em nói cái mình báo giá luôn ha. Rồi 18,5 tính 18. Rồi giao luôn như đây chị. Mã số 10 em giao luôn với giá là 3 triệu đồng. Rồi 3 triệu nha quý vị. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục là cái mã số 11 quý vị ơi. 11 ha. Rồi cao em nó luôn. Chiều cao là 49. 49 đó, để nó đó. Rồi quà em nó luôn. Bình thân là 13. Rồi chính xác. Rồi giao luôn như đây chị. Giá 11 là em giao luôn với giá 1 triệu đồng. Rồi 1 triệu nha quý vị. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục là mã số 12. Rồi cho chiều cao em nó luôn. Chiều cao là 70. Rồi 70 dáng đẹp. Rồi cho cái quành em nó luôn. Bình thân là 17. Rồi chính xác. Rồi giao luôn như đây chị. Rồi 1,7 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo là 13 quý vị. Rồi cho chiều dài nó luôn. Chiều cao là 54. Rồi hoành luôn. Hoành chứ. Bình thân là 17. Rồi giao luôn như chị. Giao luôn với giá là 2 triệu. 2,7 triệu. 2,7 triệu. 2,7 triệu hay 1,7 triệu? 1,7 triệu. 2,7 triệu nha. 1,7 triệu. 2,7 triệu. 2,7 triệu hả chị? Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo quý vị. Mã số mấy rồi? Hồi nãy mình mấy rồi? Giờ mã số 14. 14. Rồi, cho chiều cao nó luôn. Chiều cao là 56. Rồi, 56. Đây, quành em nó đây. Ha. 17, quành thân là 17. Rồi, giao luôn nhiêu chị? Giao luôn với giá là 2 triệu đồng. Rồi, 2 triệu. Rồi. Xuống cây. Rồi mã số tiếp theo. 15 phải không? 15. Chiều cao là 56. 56.
dáng đẹp. Rồi đế hoành đế luôn, hoành 17. Rồi xây một vòng luôn để đây quý vị. Đó, dáng đẹp ha. Rồi giá luôn như chị, giá 2,5 triệu nha quý vị. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo là 16 quý vị. Rồi cho chiều cao của em nó luôn. Rồi 67. Đây cụ đế nó đây quý vị. Rồi cho cái hoành mình báo giá luôn. Hoành 17. Rồi giao luôn như đây chị. Mã số 16 em giao luôn với giá là 2,5 triệu. Rồi 2,5 triệu nha quý vị. Bao sống bao ship cho quý vị ha. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo là 17 quý vị ơi. Rồi cho chiều cao em nó luôn. Chiều cao là 64. 64. Rồi hoành luôn. Hoành thân là 10. Gần 19. Rồi gần 19 ha quý vị. Xíu nữa tới 19. Rồi giao luôn nhiêu chị? Rồi 3 triệu nha quý vị ơi. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo là 18 quý vị ơi. Giáng long ha, đẹp. Rồi cao. Rồi 93. Rồi quay vòng luôn. Đó, giáng long ha, đẹp. Rồi để nó đây quý vị. Đó, rồi dừng lại cho cái hoành em nó luôn. Rồi 21 đúng. Rồi giao luôn nhiêu chị? Mã số 18 giao luôn với giá là 3 triệu đồng. Rồi 3 triệu nha quý vị. Mã số 18. Rồi mình xuống cây. Rồi tiếp tục là cây mã số 19 nha quý vị. Rồi cho chiều dài nó luôn. Giờ là 52. À, để nó đều quý vị. Rồi cái hoành nó luôn chị. Thân là 17. Rồi 17 chính xác luôn ha. Rồi giao luôn như vậy. Mã số 19 em giao luôn với giá là 2 triệu đồng. Rồi 2 triệu nha quý vị. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo là 20 quý vị ơi. À, rồi cho chiều cao em nó luôn. Rồi vô hoành luôn ha. Hoành thân là 19. Rồi chính xác. Đế hết sức cái đế luôn. Cái cọng rễ nó bự, chắc bự gần bằng cái thân nó luôn rồi quý vị ơi. Rồi giao luôn như đây. Mã số 20 em giao luôn với giá là 3 triệu đồng. Rồi 3 triệu nha quý vị. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo là 21. Rồi cho chiều cao em nó luôn. Cao là 68. 68 cao. Đó, hoành luôn. Hoành cái mình dừng lại. Bự quá. Trăm mấy luôn. Chiều cao là 18. Hoành 18 cái gì ơi. Rồi. Rồi, cũng là hơi bị lúng túng xíu nha quý vị. Rồi giao luôn nhiêu đây chị? Rồi 2,5 triệu. Rồi mình xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo là 22. Rồi cho cái chiều cao của em nó luôn. Cao dài này dân nhận dân bay. Rồng bay. Chiều cao là 62. 62. Để đó quý vị. À, để đều ha. Rồi cho cái hoành em nó luôn. Hoành thân là 16. Rồi 16 ngay tiếp. Rồi giao luôn như đây. Mã số 22
em giao lưu với giá là 2 triệu đồng. Rồi 2 triệu nha quý vị, bao sống bao ship toàn quốc luôn. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo là 23. Cũng là một cây mai giáng long đẹp. Rồi cao luôn. Rồi 68. Rồi hoành của em nói luôn. Hoành thân là 16. Rồi chính xác. Rồi mình báo giá luôn chị. Mã số 23 em giao lưu với giá là 1 triệu rưỡi. Rồi 1,5 triệu. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục là mã số 24 quý vị ơi. Rồi cho chiều dài nó luôn. Chiều cao là 53. Rồi 53. Để nó đây quý vị. Đó. Rồi chuẩn bị cho cái quành em nói luôn. Bình thân là 16. 16. Rồi mình giao lưu nhiêu chị? Giao lưu với giá là 1 triệu 7. 1,7 triệu. 1 triệu 7 nha quý vị. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo là 25. Cao. Cao là 56. 56. Rồi vô cái quành em nói luôn. Quành thân là 17. Rồi 17 quành thân. Rồi giao luôn như vậy chị. Giao luôn với giá là 2 triệu đồng. Rồi 2 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo là 26 gì ơi. Rồi cho chiều cao em nói luôn. Chiều cao là 57. Rồi 57. Đó, để nó đâu quý vị. Rồi cho hoành em nói luôn. Rồi ngay cái heo đó luôn. Rồi nhiêu đây. Rồi 20 ha. 20 yếu xíu xíu. Rồi giao luôn nhiêu ha chị. Rồi 2 triệu đồng cho mã số 26. Rồi mình xuống cây. Rồi 27. 27 đây quý vị. Đó. Rồi mình cho chiều cao nó luôn. Rồi mã số 27 ha. Cao. Chiều cao 50. 50. Rồi quanh em nói luôn ha. Đó, để đó. 7.000 rồi. Quanh. Wow. 18 đi ha. Rồi giao luôn như đây chị. Mã 27 giao luôn với giá là 2 triệu đồng. Rồi 2 triệu đồng. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo là 28 quý vị ơi. Đó, rồi cho chiều cao em nói luôn. Cao là 61. 61. À, để đâu quý vị. Rồi hoành em nói luôn. Hoành 19 rưỡi tính 19 nha chị. Rồi giao luôn như chị. Mã số 28 em giao luôn với giá là 2 triệu 7. Rồi 2 triệu 7 nha quý vị. Bao sống bao ship cho quý vị toàn quốc ha. Rồi xuống cây. Rồi mình lên cây 29 luôn. Rồi mã số 29 đây quý vị ơi. Rồi cho chiều cao em nói luôn. Chiều cao là 79. Rồi 79 cao. Đó. Lắc 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 ha. Rồi cho cái quành em nói luôn. Rồi 19 quành. Rồi giao luôn như vậy chị. 2 triệu mấy vậy chị? Đây để phụ nghiên cứu coi. Rồi cái này 2 triệu 6 ha. 26 26000. Rồi 2 triệu 6 ha. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo là 30 quý vị. Rồi cho chiều cao của em nói luôn chị ơi. Là 55. 55. Đó, giáng long ha, lắc lắc lượng rất đẹp ha. Để nó đây quý vị. Rồi, cho cái hoành em nói luôn ha. 17. Rồi, giao luôn nhiêu đây? Giao luôn với giá là 2 triệu đồng.
2 triệu nha quý vị. Rồi xuống cây mã số 30. Rồi mã số 31 quý vị ơi. Đó. Rồi cho chiều cao em nó luôn. Rồi 91. Dán lông không ha. Rồi cho cái hoành em nó luôn. Rồi đo ngang bên đó luôn ha. Rồi 18. Rồi giá luôn nhiêu đây? Là 3 triệu. Rồi 3 triệu nha quý vị. Bao sống bao ship toàn quốc. Rồi xuống cây luôn. Rồi lên cây mới 32. Rồi 32 ha. Lùng lực con sai luôn. Rồi cho chiều cao em nó luôn chị. Cho là 47. 47. Rồi hoành em nó luôn. Hoành 18. Rồi 18 hoành. Giao luôn như vậy chị? Em giao luôn với giá là 2 triệu rưỡi. Rồi 2 triệu rưỡi. Rồi xuống cây luôn. Ôi mã số 33. Cũng 33 cũng là mã số cuối của clip rồi ha chị. Rồi đó. Rồi cho chiều cao em nó luôn. Chiều cao là 83. 83 cao. Đây để nó đây quý vị. Rồi quành nó luôn chị ơi. Nhiều đây 14 rưỡi tính 14 đi ha. Rồi giao luôn như vậy chị. Giá là 1 triệu rưỡi. Rồi 1 triệu rưỡi. Rồi xuống cây. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều ha, đã dành thời gian theo dõi. Thì trong quá trình xem, rồi quý vị cứ thích cây nào cứ alo trực tiếp với chị tự nhiên quý vị. Rồi quý vị cứ thích cứ mạnh dạng alo ha. Rồi quý vị nào xem chưa có bấm đăng ký ủng hộ kênh giúp mình quý vị ơi. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị clip sau. Clip cây đẹp không quý vị, cái mạnh dạng alo ha.